Mối mọt, cong vênh, xuống cấp chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là thực trạng gặp phải của nhiều gia đình hiện nay khi sử dụng đồ gỗ nội thất kém chất lượng trên thị trường. Là đơn vị tiên phong trong ngành tủ bếp nói riêng và gỗ nội thất tại miền Bắc nói chung, Vinakit đã trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng và lựa chọn. Với sứ mệnh thay đổi chất lượng ngành nội thất Việt Nam xuất phát từ triết lý kinh doanh, tẩy chay vật liệu nhái, giả, cam kết chỉ cung cấp sản phẩm có chất lượng cao nhất. Với quy trình sản xuất gỗ công nghiệp đạt kiểm định quốc tế, Vinakit đã từng bước chứng minh sự uy tín của mình trên thị trường nội thất trong nước. Gỗ công nghiệp, gỗ nhựa là những vật liệu hiện đại được sử dụng ngày càng rộng rãi bởi tính năng vượt trội như giá thành thấp, chất liệu nhẹ, bền, dễ gia công và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, quy trình sản xuất gỗ cũng cần đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ, cũng như việc tối đa áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ máy móc hiện đại để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Với vị thế đối tác chiến lược của nhiều đơn vị cung cấp gỗ nguyên liệu như An Cường, Picomap, v.v. và bằng những biện pháp kỹ thuật, chúng tôi sẽ giúp khách hàng kiểm chứng để đảm bảo những giá trị thật sẽ được tuân thủ. Ở Vinakit thì sử dụng các cái loại vật liệu đầu vào của các cái nhà cung cấp uy tín như là An Cường hoặc là Minh Long, có các cái tiêu chuẩn chất lượng E1 hoặc E2 theo cái tiêu chuẩn của châu Âu, đảm bảo cái phát thải aldehyd ra môi trường cũng như là chất độc nó sẽ không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tiêu dùng. Các sản phẩm được sản xuất bởi Vinakit được thị trường ưa chuộng không chỉ bởi nguồn nguyên liệu, vật liệu chính hãng, mà còn bởi chúng được gia công trong một quy trình khắt khe và khác biệt. Quy trình gia công gồm các bước sau: cắt ván gỗ, khoan cam chốt, dán tem, bọc gói. Việc sử dụng hoàn toàn công nghệ dán cạnh bằng máy dán cạnh tự động. Mỗi chi tiết trên sản phẩm sau quy trình cắt CNC, chốt cam và dán cạnh sẽ được tạo độ chính xác cao, liên kết chắc chắn, cũng như đảm bảo độ hoàn thiện về thẩm mỹ cao nhất. Sau khi hoàn tất công đoạn dán cạnh, việc dán tem và bọc gói cẩn thận sẽ giúp sản phẩm được bảo quản qua quá trình vận chuyển và sắp đặt. Chính bởi quy trình gia công tỉ mỉ với tiêu chuẩn được giám sát và kiểm định khắt khe trên mỗi sản phẩm gỗ công nghiệp được tạo ra bởi Vinakit không chỉ khiến khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm, mà sự hoàn thiện trong thiết kế đã tạo nên thẩm mỹ vượt trội, góp phần kiến tạo không gian bếp nói riêng và những không gian sống lý tưởng, an toàn và tiện nghi nói chung cho mọi gia đình. Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm gỗ công nghiệp tốt nhất để được trải nghiệm một cuộc sống chất lượng và bền lâu.